Nguyễn Thị Minh Khai, người chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất. Vững chí bền gan ai hỡi ai, kiên tâm giữ dạ mới anh tài. Thời cuộc đẩy đưa người chiến sĩ, con đường cách mạng vẫn chông gai. Các bạn thân mến, với 31 năm tuổi đời, 15 năm hoạt động cách mạng liên tục, oanh liệt và đầy nhiệt huyết, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, sự nghiệp giải phóng phụ nữ và phong trào đấu tranh của nhân dân vì hòa bình, độc lập dân tộc và dân chủ trên toàn thế giới. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về người nữ anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai các bạn nhé! Một, tiểu sử nữ anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1910. Có tài liệu viết sinh ngày 30 tháng 9 năm 1910 trong một gia đình công chức nhỏ tại xã Vĩnh Yên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Bà là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cha của bà là cụ Nguyễn Huy Bình, người Hà Nội. Mẹ là cụ Đậu Thị Thư, quê quán tại Hà Tĩnh. Em trai của bà là Nguyễn Huy Dung, là giáo sư, bác sĩ tim mạch, nguyên phó giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Em gái của bà là Nguyễn Thị Quang Thái, là một nhà hoạt động cách mạng Việt Nam. Con gái của bà là Lê Nguyễn Hồng Minh, sinh năm 1939. Nguyễn Thị Minh Khai thành hôn với Tổng Bí thư Lê Hồng Phong vào năm 1935 tại Moscow. Bà qua đời ngày 29 tháng 1 năm 1944 tại nhà thương René Robin, nay là bệnh viện Bạch Mai. Sau khi học hết lớp nhì, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai chuyển sang học lớp nhất trường Cao Xuân Dục, được học với thầy giáo Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương. Chứng kiến cảnh lầm than của quê hương và được chính thầy Trần Phú giác ngộ, năm 16 tuổi, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã dấn thân vào con đường cách mạng. 2. Nữ chiến sĩ cộng sản kiên cường. Năm 1927, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tham gia Đảng Tân Việt. Trong thời gian này, bà tích cực tham gia các phong trào đấu tranh tại quê hương, vận động phụ nữ tham gia bãi khóa, biểu tình đòi ân xá cho cụ Phan Bội Châu, truy điệu cụ Phan Chu Trinh. Bà đã chịu ảnh hưởng nhiều về đường lối và phương thức hoạt động của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Đầu năm 1929, được sự đồng ý của tổ chức, bà bí mật thoát ly gia đình đi hoạt động cách mạng. Sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, được kết nạp vào Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã nhanh chóng trở thành một cán bộ cốt cán trong phong trào cách mạng, bí thư phụ nữ đoàn và tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tân Việt tỉnh Nghệ An năm 1929, thành viên tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng tháng 6 năm 1929. Đồng chí đã luôn năng động, tích cực, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn của phong trào công nhân ở Vinh và công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ ở khu vực Trường Thi, Bến Thủy. Đến năm 1928, phụ nữ đoàn phát triển thêm được 50 người, đặc biệt số chị em phụ nữ tham gia các tổ chức quần chúng như Công hội Đỏ, Nông hội Đỏ ngày càng đông, góp phần thúc đẩy quá trình hợp nhất các tổ chức đảng thành một chính đảng duy nhất để tập hợp lực lượng. Cuối năm 1930, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai được tổ chức cử sang Hương Cảng, Trung Quốc, công tác ở văn phòng Đông Phương Bộ của Quốc tế Cộng sản, được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giáo dục về lý luận chính trị, kinh nghiệm hoạt động cách mạng. Nhờ vậy, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tiến bộ rất nhanh, sau đó được giao nhiệm vụ liên lạc với các tổ chức cách mạng Việt Nam ở trong nước. Vừa công tác, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai vừa tranh thủ học thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc. Năm 1931 đến năm 1934, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai bị bọn mật thám Anh ở Hương Cảng bắt giam rồi chuyển giao cho chính quyền Quảng Châu cầm tù. Dù bị tra tấn tàn bạo, nhưng bà trước sau vẫn kiên trung với cách mạng. Sau đó, nhờ sự vận động của Quốc tế Cộng sản, bà được trả tự do. Ra tù, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai được cử đến Thượng Hải, công tác ở ban lãnh đạo đảng ở nước ngoài và được đi học tại Đại học Phương Đông. Cuối năm 1934, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai cùng đồng chí Lê Hồng Phong và đồng chí Hoàng Văn Non là đại biểu chính thức được cử đi dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 tại Moscow. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai lấy bí danh là Phan Lan. Ngày 16 tháng 8 năm 1935, lần đầu tiên trên diễn đàn của một đại hội quốc tế, người phụ nữ Việt Nam 24 tuổi dõng dạc đọc bài tham luận về vai trò của phụ nữ Đông Dương trong cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc và bảo vệ hòa bình.
tham luận đã khẳng định, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh cho hòa bình, cho sự thành lập mặt trận thống nhất chống bọn gây chiến. Các tham luận của bà đã nhận được sự hoan nghênh của các đại biểu tham dự đại hội, đồng thời góp phần giúp quốc tế cộng sản hiểu rõ hơn tình hình thực tế, tình cảnh của người dân thuộc địa, đặc biệt là thanh niên và phụ nữ. Từ đó đặt ra nhiệm vụ cho các đảng cộng sản cần phải quan tâm hơn nữa đến vấn đề thanh niên và phụ nữ ở các thuộc địa. Sau đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tiếp tục học tại trường Đại học Phương Đông. Những tháng năm này, bà đã yêu và kết hôn với đồng chí Lê Hồng Phong, một chiến sĩ cách mạng. Đầu năm 1936, đồng chí Lê Hồng Phong được phái về nước hoạt động, còn đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ở lại học tiếp một năm nữa. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà nhận nhiệm vụ về hoạt động tại Thượng Hải, Trung Quốc và được tổ chức phân công về công tác tại Sài Gòn năm 1937. Về nước, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai được bầu vào Sứ ủy Nam Kỳ, phụ trách Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Lúc đó bà 29 tuổi. Nhận nhiệm vụ mới, hoạt động trong điều kiện bí mật hết sức khó khăn, nhưng bà cùng với các đồng chí vẫn bám sát cơ sở, lãnh đạo phong trào phát triển mạnh mẽ. Trong khi đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đang hoạt động sôi nổi thì nhận được tin chồng của mình bị bắt. Mặc dù rất thương chồng, nhưng để đảm bảo bí mật, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai không thể vào thăm chồng được mà chỉ nhờ người đem quà vào. Lúc này bà đang mang thai. Mùa xuân năm 1939, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Hồng Minh. Chỉ kịp ở với con được một tháng, bà gửi con lại cho cơ sở cách mạng nuôi rồi lại tiếp tục đi hoạt động. Ngày 1 tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra. Sứ ủy Nam Kỳ nhận định tình hình và chủ trương khởi nghĩa. Bọn mật thám Pháp phát hiện được, ra sức khủng bố, đàn áp phong trào cách mạng. Hầu hết các cán bộ chủ chốt của đảng tại Nam Kỳ đều sa vào tay giặc, như các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Võ Văn Tần, Nguyễn Hữu Tiến. Ngày 30 tháng 7 năm 1940, sau khi dự phiên họp sứ ủy bàn về chủ trương khởi nghĩa, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai bị bọn Pháp bắt. Chúng đưa bà về khám lớn Sài Gòn và tra tấn hết sức dã man. Trong tù, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tiếp tục vận động chị em phụ nữ đấu tranh. Sau những trận đòn tra tấn, bà đã dùng máu viết lên tường xà lim những câu thơ nêu cao phẩm chất, khí tiết của người chiến sĩ cộng sản. Đừng nhận mà cũng đừng có khai. Khai nhận là điều giúp cho quân thù. Hay, đã chen vai chung gánh việc đời, phong trần đâu nữa để xem chơi. Hình ngục chính cho mình lưu dưỡng, tù ngục là nơi nghỉ thảnh thơi. Dù đánh dù treo càng kiên quyết, dù kìm dù kẹp chẳng sai lời, hy sinh phấn đấu vì nhiệm vụ, triệt để thực hành chết mới thôi. Khi giặc Pháp biết bà là vợ của đồng chí Lê Hồng Phong, chúng đưa ông về giam chung, nhưng cả hai chiến sĩ cách mạng mặc dù đã lâu không gặp nhau nhưng vẫn nén tình cảm riêng tư để đối phó với âm mưu thâm độc của kẻ thù. Đã có lần chúng đưa đồng chí Lê Hồng Phong vào cho bà nhận mặt, nhưng bà đã trả lời với chúng: tôi không biết người này. Tuy bị giam hãm trong nhà tù, nhưng đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với cương vị là Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn, là ủy viên Sứ ủy Nam Kỳ, nên bà vẫn tìm mọi cách để liên lạc với bên ngoài, tiếp tục lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Trong thông tư số 7709S của Chánh Liêm Phòng P. Arnos năm 1940, gửi Thống đốc Nam Kỳ, Tổng Thanh tra Liêm Phóng đã đề cập đến. Lục soát khi chuyển Nguyễn Thị Minh Khai thì phát hiện được trong quần áo của thị có hai tài liệu viết tay. Bản thứ nhất là lời kêu gọi binh sĩ, thợ thuyền và nông dân Đông Dương hãy đoàn kết lại để phát động cách mạng và đấu tranh để được giải phóng với sự ủng hộ của Liên Xô. Bản thứ hai là một bức thư ký tên của một tù nhân chính trị gửi cho các đồng chí, có đoạn ý ngầm yêu cầu những người đọc hãy tăng cường tuyên truyền cộng sản. Việc bức thư này bị phát hiện trong tay đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai chứng tỏ rằng chiến sĩ này đã phụ trách liên lạc với bên ngoài nhà tù. Ngày 23 tháng 11 năm 1940, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ. Khi cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bị khủng bố, thực dân Pháp đưa đồng chí ra tòa án thực dân xét xử. Trải qua 4 phiên tòa, 2 phiên tòa dân sự và 2 phiên tòa quân sự, chính quyền thực dân Pháp kết án đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai 7 lần, trong đó có 2 án tử hình do tòa án binh xử với tội danh chúng gán cho là xúi dục dân chúng, làm rối loạn quốc gia và mưu toan lật đổ chính phủ. Đồng chí vẫn bình thản trước âm mưu tàn bạo của kẻ thù. Tại tòa án của thực dân, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã mạnh mẽ bác bỏ mọi luận điệu sai trái, những bất công phi lý của tòa án thực dân bằng những lời lẽ đanh thép. Nước của tôi, cứu nước là có tội, cướp nước mà không có tội sao? Và khẳng định,
chúng mày sẽ không thể nào giết hết được những người cách mạng Việt Nam, cũng không tài nào dập tắt được cách mạng Việt Nam. Cách mạng Việt Nam sẽ thắng. Sáng ngày 28 tháng 8 năm 1941, bà cùng một số đồng chí khác bị giặc đem xử bắn ở Hóc Môn. Trước lúc hy sinh, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai còn kịp làm 3 việc. Một là bà đã tranh thủ thời gian cuối cùng của cuộc đời để bí mật viết vào mảnh giấy nhỏ cuộn tròn trong điếu thuốc gửi tới người đồng chí, người bạn đời Lê Hồng Phong đang bị đày ở nhà tù Côn Đảo. Dù có chết, em hứa với anh, chung thủy với cách mạng, trung thành với Đảng. Em hứa mãi là người cộng sản kiên cường, mong anh cũng vậy. Hai là gửi lời cảm ơn đến những người đồng chí đang nuôi nấng Hồng Minh. Ba là tước vài quần áo nhà tù, đan một chiếc áo gối gửi về tặng mẹ, gọi là một chút lòng hiếu thảo đối với mẹ mà không làm tròn bổn phận chăm sóc mẹ lúc mẹ già yếu. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ngã xuống khi mới 31 tuổi. Trước khi ra pháp trường, bà đã nhắn nhủ cùng đồng bào đồng chí: vững chí bền gan ai hỡi ai, kiên tâm giữ dạ mới anh tài, thời cuộc đẩy đưa người chiến sĩ, con đường cách mạng vẫn trông gai. Cuộc đời phấn đấu không biết mệt mỏi cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ, tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và các chiến sĩ cách mạng luôn sáng ngời để cho phụ nữ ta học tập. Tên tuổi và sự nghiệp cách mạng cao quý của bà được khắc ghi trong muôn đời con cháu mai sau với những tên đường, trường học và cả những học bổng mang tên Nguyễn Thị Minh Khai để giúp đỡ cho những học sinh nghèo, học giỏi vượt khó. Tên tuổi của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai sẽ sống mãi cùng dân tộc Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi Nguyễn Thị Minh Khai, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.